Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 10, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo địa phương đã đến thăm các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Chợ Lách. Đoàn đã đến thăm ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tại xã Vĩnh Bình, dòng Kitô Chua, họ đạo Công giáo Cái Nhâm và dòng bến Thánh giá Cái Nhâm xã Long Thới, hạt Cái Mơn, nhà thờ Cái Mơn và dòng bến Thánh giá Cái Mơn xã Vĩnh Thành. Tại các điểm đến, đoàn đã được đại diện các tôn giáo báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, nhất là việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo trong hoạt động đều tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ thông tin các tổ chức tôn giáo về kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những định hướng phát triển trong thời gian tới, cùng các công trình dự án trọng điểm của tỉnh như công trình cầu Rạch Miễu 2, đường ven biển, các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Chợ Lách cho địa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo cùng với đảng bộ chính quyền tỉnh Bến Tre, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận đồng lòng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, nhằm góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, để Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.